cho các bạn. Theo huấn luyện viên Dalić, thổi phạt có penalty trong tình huống Perišić đè bóng chạm tay là một quyết định phi lý trong một trận đấu có tính chất quan trọng như chung kết World Cup. Sau trận chung kết, huấn luyện viên Dalić của đội tuyển Croatia bày tỏ sự bất mãn với quyết định của trọng tài khi cho các cầu thủ Pháp được hưởng quả penalty. Bạn không thể thổi một quả penalty như vậy trong một trận chung kết World Cup. Cuối hiệp 1, khi tỷ số đang là 1-1, cú sút phạt góc của Griezmann đã chạm vào cánh tay của Ivan Perisic. Trọng tài Pitana lúc đầu không cắt còi trong tình huống này, tuy nhiên tổ trợ lý đã đề nghị vị vua áo đen người Argentina tham khảo công nghệ VAR. Sau một thời gian nhận định kỹ lại tình huống, ông Pitana cuối cùng đã chỉ tay vào chấm phạt đền trước khi Griezmann tung cú sút thủng lưới của thủ thành Subašić khiến chấm 11m. Quyết định của trọng tài Pitana có thể xem là bước ngoặt của trận đấu khi hiệp 2 lần lượt Pogba và Mbappé có pha lập công nâng tỷ số lên 4-1 cho đội bóng xứ lục lăng. Mario Mandzukic có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 trước Croatia, nhưng đây cũng là một pha lập công cuối cùng của vòng chung kết World Cup 2018. Theo huấn luyện viên Dalić, thổi phạt một quả penalty ở tình huống này là quyết định phi lý trong một trận đấu có tính chất quan trọng như chung kết World Cup. Croatia đã chơi tốt nhưng quả penalty đã thổi bay những nỗ lực của chúng tôi, sau đó mọi thứ trở lên vô cùng khó khăn, ông Dalić đã phát biểu sau khi chúc mừng danh hiệu vô địch thế giới thứ hai của đội tuyển Pháp. Sau những gì mà các học trò để lại trên sân Luzhniki, chiến lược gia 51 tuổi vẫn lên tiếng bảo vệ chiến thuật của Croatia nhưng cũng bày tỏ sự không hài lòng khi phải nhận hai bàn thua đầu tiên. Chúng tôi rất muốn vô địch World Cup nhưng bóng đá là vậy. Huấn luyện viên Dalić đã chia sẻ, đội tuyển Pháp không khiến chúng tôi bất ngờ, nhưng chúng tôi đã phải nhận hai bàn thua không đáng có đến từ tình huống phản lưới nhà và trên chấm penalty. May mắn là điều chúng tôi đã có tại giải đấu này, nhưng lại thiếu trong một ngày hôm nay. Khi bị thủng lưới 4 bàn, bạn không thể mong đợi có thể giành chiến thắng. Huấn luyện viên Dalić đã chấp nhận thất bại trước đoàn quân của huấn luyện viên Deschamps. Đối với thủ quân Luka Modric, chủ nhân của quả bóng vàng World Cup 2018, Croatia mới là đội bóng chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian của trận chung kết. Chúng tôi không hề hối hận vì Croatia mới là đội chơi tốt hơn trong trận đấu này. Nhưng thật không may khi chúng tôi đã phải nhận bàn thua từ những tình huống thi đấu vụng về. Modric phát biểu sau trận đấu, Pháp có thể ăn mừng chiến thắng nhưng Croatia có quyền ngẩng cao đầu. Khi mọi cảm xúc lắng xuống, chúng tôi mới có thể phân tích trận đấu này một cách rõ ràng hơn. Đồng ý với quan điểm của người đội trưởng Ivan Rakitic đã nói, chúng tôi chơi tốt hơn đội tuyển Pháp trong hiệp 1, chúng tôi tấn công một cách chủ động nhưng lại không gặp may mắn. Họ có được 4 bàn thắng từ 3 cú sút trúng đích nhưng dù sao cũng chúc mừng Pháp, họ xứng đáng với chiến thắng này. Hậu vệ cánh Šime Vrsaljko cũng cho rằng các cầu thủ và các cổ động viên Croatia hoàn toàn có thể tự hào với thành tích Á quân tại World Cup 2018 khi lên đường trở về nước. Croatia đã chơi hết mình và không có gì phải nuối tiếc, chúng tôi hy vọng các cổ động viên cũng cảm thấy như vậy. Tôi nghĩ rằng các cầu thủ sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này mãi mãi và lấy làm tự hào về bản thân mình, từ hành động cho đến màn trình diễn của đội bóng và của cả các cổ động viên đại diện cho đất nước Croatia. Đó là lời cầu thủ đang khoác áo cho Atletico đã tuyên bố sau trận đấu kết thúc. Chào các bạn. Sẽ có nhiều tiếc nuối cho Croatia với chiếc huy chương bạc họ đã nhận được. Nhưng phải công nhận Deschamps quá cáo già và không mảy may cho đối thủ một cơ hội lật ngược thế cờ. Croatia phải trải qua 3 trận liên tiếp, chơi đến 120 phút trước khi vào trận chung kết, đã có những lo lắng về mặt thể lực cho các học trò của ông Dalić. Nhưng Croatia đã chiến đấu ngoan cường theo một cách không tưởng. Đúng như Ivan Rakitic nói trước trận đấu, đây là một trận đấu lịch sử không chỉ cho tôi và cho các đồng đội mà còn cho tất cả mọi người ở quê hương. Sẽ có 4,5 triệu người chơi trên sân vận động vào ngày hôm đó. Chúng tôi sẽ cùng nhau tiến lên, chúng tôi sẽ cùng nhau có thêm một nguồn năng lượng. Cả đội sẽ làm mọi thứ vì đất nước. Croatia đã chơi một trận đấu vượt qua giới hạn của bản thân. Họ chạy khắp mặt sân và chạy cho đến phút bù giờ thứ 5 của trận chung kết. Tuy nhiên Croatia vẫn bại trận bởi bên kia là một Deschamps quá cáo già. Deschamps sau thất bại ở Euro 2016 đã khẳng định ông sẽ chơi thực dụng hết mức để vô địch World Cup. Nỗi ám ảnh 2 năm về trước khiến cho cả chống Colatia ở giải lần này rũ bỏ đi nét hào hoa lịch lãm thường thấy của người Pháp. Họ chỉ thắng vừa đủ ở vòng bảng, thậm chí một cầu thủ trẻ như Mbappé sẵn sàng câu giờ thua thiển trước Bỉ để bảo vệ thành quả 1-0. Trước Croatia vào đầu hiệp 2, sau khi nhận thấy áp lực khủng khiếp từ hàng tiền vệ áo caro, Deschamps đã thực hiện một nước cờ cực kỳ mạo hiểm. Đó là Luka Kanté, cầu thủ đánh chặn xuất sắc nhất World Cup ra khỏi sân, thay vào đó là Rodin. Rõ ràng đây là một nước cờ cao tay của huấn luyện viên 49 tuổi, bởi trước đó Kanté đã nhận một thẻ vàng, chỉ cần mắc một sai lầm nhỏ và mất người, thế trận chắc chắn của Pháp coi như đi tàu. Trong hơn nửa giờ đồng hồ có mặt trên sân, Anzonzi đã chơi không tồi. Anh có 2 lần tắc bóng thành công, chuyền bóng chính xác 93% và quan trọng nhất là không chiến cực tốt, giảm tải phần nào sức ép cho hàng phòng ngự. Thậm chí sau bàn gỡ 2-4 của Croatia, Deschamps sớm kết liễu đối thủ bằng việc tung tiếp Tolisso, một người giỏi kiểm soát bóng vào sân. Từ phút 80 trở đi, Croatia gần như không thể tạo ra cơ hội rõ rệt nào. Người Pháp thong dong chuyền bóng và chờ tiếng còi mãn cuộc vang lên. Cách đây tròn 20 năm, Deschamps với một tư cách là đội trưởng của đội tuyển Pháp đã lên ngôi vô địch bằng những tình huống cố định. Bánh xe lịch sử vô tình lặp lại đúng điều này trong trận đấu tại Luzhniki. Dĩ nhiên, thêm một thứ không đổi nữa là sự thực dụng đến tàn nhẫn của Deschamps, người xuất thân là một tiền vệ phòng ngự. Góp mặt trong những bàn thắng để dẫn đội tuyển Pháp đến ngôi vô địch, đó là một quả penalty. Cho dù Griezmann đã thực hiện thành công 2 quả penalty trước đó tại World Cup 2018, người hâm mộ Pháp vẫn lo lắng cho anh khi phải đối mặt với Subašić của Croatia. Người gác đền của đối phương từng 2 lần chiến thắng tại các loạt luân lưu 11m, trong khi Griezmann từng đã hỏng penalty ở trận chung kết Champions League 2015-2016. Nhưng chân sút người Pháp đã không để cho áp lực làm mất đi sự bình tĩnh. Trái lại, anh còn dùng động tác đảo mắt để đánh lừa Subašić. Đánh mắt sang góc phải, Griezmann nhẹ nhàng đặt lòng vào góc trái. Subašić có lẽ đã mắc mưu đối thủ và đổ người sai hướng. Đó là một quả penalty thứ 6 Griezmann được thực hiện trong màu áo đội tuyển Pháp và tất cả đều thành công ở chấm 11m mà Messi, Ronaldo đều từng thất bại tại World Cup. Thành tích của tiền đạo khoác áo Atletico Madrid rất đáng khâm phục. Đây là bàn thắng quyết định làm sập hoàn toàn Croatia. Mặc dù ý chí và sự mạnh mẽ lối chơi kiểm soát toàn bộ trận đấu của Croatia rất tốt, nhưng với một chiến lược hợp lý và sức mạnh của đội tuyển Pháp, họ đã lên ngôi vô địch. Quả penalty là một bàn thắng quyết định quan trọng trên ngôi vô địch của đội tuyển Pháp của World Cup 2018. Chào các bạn, trận chung kết World Cup 2018 chưa diễn ra nhưng Pháp cứ như thể mặc nhiên được đặt kèo thắng trước một Croatia lần đầu tiên làm lên lịch sử trải qua 3 trận liên tiếp phải chiến đấu trong 120 phút. Đúng 20 năm sau, lần đầu vinh quang được tổ chức trên sân nhà khoảng 98. Didier Deschamps khi ấy là một cầu thủ trong đội hình vô địch World Cup, giờ đây đang có cơ hội lớn để lần thứ 2 ẵm cúp, nhưng là trên một cương vị thuyền trưởng của sắc áo lam. Như một sự mặc định, nhiều người tự tin cúp vàng thế giới năm nay sẽ thuộc về đội tuyển Pháp dù trận chung kết World Cup 2018 chưa diễn ra. Đó không chỉ là bởi cái tên Pháp có được sức nặng hơn so với Croatia, mà còn vì họ có lực lượng thật sự đáng ngại, dàn sao tinh nhuệ và giá trị đắt nhất thế giới. Và cả cái cách mà họ bước tiến vào trận chiến cuối cùng chẳng là một cơn lốc, thậm chí còn hơi nhạt ở vòng bảng, nhưng mỗi lúc một chắc chắn nhờ những toan tính đầy khôn ngoan từ Deschamps. Qua 3 trận đấu knock-out, Pháp đều giải quyết gọn ghẽ trong 90 phút, chưa phải tiến vào đá hiệp phụ trận nào. Là trận thắng tưng bừng Argentina 4-3 vòng 1/8 trước khi loại tiếp đội Nam Mỹ khác là Uruguay với tỷ số 2-0 và khiến cho Bỉ không thể chơi đúng sức, thắng tối thiểu 1-0 đủ để lấy vé vào chung kết World Cup 2018. Tờ CBS Sport đưa tin đã đưa cân hai đội trước trận chung kết. Ngoài sở hữu nhiều tài năng, đánh giá Pháp ăn đứt ở vị trí thủ môn lẫn hàng thủ với Umtiti và Varane so với Croatia là Vida và Novel. Người Anh có lẽ đã quá tự tin nên đã để Croatia lấy vé trên tay sau khi tạo được thế trận thuận lợi cũng như sớm vượt lên dẫn trước. Như Luka Modric đã cảnh báo sau trận, đừng nghĩ chúng tôi mệt mỏi, hãy xem ai mệt hơn. Trước bán kết với đội tuyển Anh, Croatia được cho là bị hao tổn sức hơn vì đã phải chiến đấu 2 trận liên tiếp kéo dài 120 phút và đấu penalty với Đan Mạch và chụp nhà Nga. Nhưng Croatia đã không gục ngã, thậm chí còn tiếp tục chơi hay về cuối ở cuộc chiến lần thứ 3 kéo dài 120 phút. Không đội nào tại World Cup 2018 phải đấu hiệp phụ nhiều như Modric và đồng đội. Croatia được khen ngợi tinh thần tuyệt vời và chiến đấu không biết mệt mỏi, nhưng qua 3 trận ấy cũng cho thấy họ đã không thể định đoạt được chiến thắng trong vòng 90 phút, một thách thức lớn cho giấc mơ ẵm cúp của họ khi đối đầu với Pháp. Theo CBS, tuyến giữa và sức mạnh tiềm ẩn tấn công chính là hai thứ mà không thể xem nhẹ của Colatia, dù họ không thực sự có ngôi sao trên hàng công. Kanté là đất cừ với tuyển Pháp, nhưng Croatia có Modric và Rakitic, những tiền vệ hàng đầu và tốt hơn Pháp ở khả năng tham gia tấn công. So với Pháp, Croatia không có sao sáng như Mbappé hay Griezmann, nhưng lại cực nguy hiểm với khả năng săn trộm của Mario Mandzukic và Ivan Perisic ở bên cánh. Sao Inter được dự đoán có thể là khác biệt ở chung kết World Cup 2018. Lần đầu góp mặt ở chung kết World Cup 2018, Croatia mang đến những điều tuyệt vời vượt của giải đấu. Huấn luyện viên Dalić và học trò chẳng có lý do gì để e ngại Pháp, dù họ không phải là một lựa chọn ưa thích. Liệu trước người Pháp, Croatia có chứng minh được nhận định và chọn lựa của số đông là sai? Dĩ nhiên, họ thừa quyết tâm để thực hiện. Nhưng ở trận chiến giành ngôi, chiến thắng chỉ đến với người có bản lĩnh, biết chớp thời cơ. Vậy nên người ta vẫn cứ nghiêng về Pháp là vì vậy.